Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ bảy, 9 tây tháng 11. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với búp bê Thanh Thảo vì hôm nay là live show của cô tại rạp Sài Gòn Grand Center. Thì biết là vé đã sold out từ rất là lâu, là tại sao đây là một chương trình rất là chất lượng với những khách mời rất là đặc biệt, những soái ca của nền âm nhạc Việt Nam sẽ hợp cùng Thanh Thảo để thực hiện live show cho Thanh Thảo. Trước nhất chị cảm ơn Mộng Linh đã dành hai vé cho chị đi xem, nhưng mà tiếc vì hôm nay bận việc riêng nên chị không có đi được. Nhưng mà chị cũng gửi cái clip này chúc mừng đến Thanh Thảo. Mong em sẽ hát thật hay, thật đẹp để cống hiến những bài hát rất là chất lượng gửi đến quý khán giả mộ điệu yêu mến Thanh Thảo nha. Ok, chúc em live show đêm nay thật 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 thành công. Vé đã sold out rồi thì ra không lo gì hết, bây giờ chỉ lo làm sao cho chương trình thật hay thôi nha. Ok, good luck em. Bye.